quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Bây giờ sẽ là bước vào vòng đặc biệt. Chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi mang tính chất là liệt kê, và các bạn phải trả lời 20 đáp án đúng trong vòng 1 phút là giành được 60 triệu đồng. Người đầu tiên đưa đáp án là Miu. Miu sẽ bước lên đụng tay vào cái cột, đưa đáp án, sau đó lui lại cho người tiếp theo là Trung Quân. Cứ như thế, mỗi người một đáp án trong một lần lên đụng tay vào đó. Người này không được giành lượt, có quyền nhắc nếu người kia không biết. Sẵn sàng, hãy kể tên 20 loại áo. Áo mưa. Một. Áo khoác. Chính xác. Áo tứ thân. Chính xác. Áo ngực. Áo dài. Áo bà. Chính xác. Áo bảo hộ. Chính xác. Áo tơi. Áo ong. Chính xác. Áo ba lỗ. Chính xác. Áo dài. Áo khoác. Áo chống đạn. Áo chống đạn. Áo chống đạn. Áo chống đạn. Chính xác. Áo jean. Chính xác. Hết rồi đó. Áo măng tô. Chính xác. Áo gió. Áo gió. Áo gió rồi. Chưa. Áo gió. Áo gió. Đúng rồi. Áo áo len. Áo len. Áo vét. Áo vét. Áo vét là bận vài đó. Đúng rồi. Áo chuyên lê. Chính xác. Áo áo quang. Tôi không ngờ. Biết áo hoàng là gì không? Áo hoàng đế mặc. Áo hoàng là mặc cho những người không còn thở nữa. Dành cho người chết. Đúng rồi. Như vậy là sau một phút để tìm ra 20 loại áo mà được chấp nhận là cũng hơi khó nha. Dạ. Các bạn rất xuất sắc, mang về 17 đáp án đúng.